Vĩnh Hồ và Diệu Ly xin chào quý vị. Mở đầu chương trình thì quý vị thấy rồi đó, chúng tôi cố tình là đưa ra rất là nhiều những cái bài báo liên quan tới gốc tự do. Tại vì thật ra mà nói quý vị biết sao, đối với cái cụm từ là gốc tự do bây giờ đó quý vị, nhiều người á có thể nói là chưa có quen. Tức là họ nghe họ biết nhưng mà họ chưa có hiểu là cái gì. Mà nếu như mà quý vị hiểu đó, gốc tự do là một trong những cái tác nhân rất là nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của chúng ta trên tất cả những cái cơ quan nội tạng của chúng ta luôn. Vâng, và chúng ta nghe nói tới gốc tự do thì mình nghe đã rất là nhiều rồi. Và gốc tự do free radical thì nó có ý nghĩa như thế nào thưa quý vị? Mình có thực sự là mình cảm nhận được về nó hay không? Thì quý vị biết á, là ngày xưa khi mà Ly học những cái môn ví dụ như là vật lý hay là hóa học á, Ly rất là ấn tượng với những cái cụm từ như là nguyên tử nè, phân tử nè. Thì cái gốc tự do á, quý vị, chính là nó nói về cái tình trạng là những cái nguyên tử và những cái phân tử trong cơ thể của mình nó bị mất đi một cái phần gọi là điện giải của nó rồi, nó bị mất đi một cái phần gọi là điện từ của nó rồi. Thì quý vị biết là ở cái lớp ngoài cùng của gọi là nguyên tử hoặc là phân tử đó, và nó theo một cái dạng á, là nó theo một cái dây chuyền nó chuyển động luôn quý vị. Quý vị hình dung nha, à là cái nguyên tử này hoặc là cái phân tử này nè mà nó bị thiếu đi một cái điện tử đúng không quý vị, thì nó có cái xu hướng là nó sẽ lấy cái điện tử của cái nguyên tử và phân tử bên cạnh, thế là nó thành một cái chuỗi dây chuyền luôn. Cho nên tại sao người ta nói là cái gốc tự do á, thì thường là nó sẽ gây ra những cái gọi là tổn thương nội tạng hoặc là những cái khối u, tại vì nhiều khi chỉ có một cái thôi nhưng mà nó cứ dây chuyền như vậy, nó cứ mất dần như thế và nó ảnh hưởng tới cái sức khỏe của chúng ta. Cho nên là gốc tự do nó có cái biệt danh đó quý vị ơi, là một sát thủ giấu mặt ở trong cơ thể của mình. Nó đâu có thông báo cho mình đâu mà nó cứ dần lan truyền ở trong cái cơ thể của mình như thế, và mình bị tổn thương quý vị ha. Cho nên là làm sao để mà mình có thể là giảm thiểu đi cái sự tổn thương này. Tại sao nó lại như vậy? Tại vì mỗi ngày là cơ thể của mình á, mình trao đổi chất nè và mình chuyển hóa những cái chất dinh dưỡng, nguyên tử phân tử nó hoạt động liên tục như thế. Thì quý vị cứ thử hình dung nhé, là một ngày đi ha, mà cơ thể của mình á anh, là những cái tế bào trên cơ thể của mình đó, là nó chịu tác động của cái gốc tự do quý vị ơi là 10.000 lần luôn. Đấy. Vì mình chuyển hóa để mình trao đổi chất rồi tác động của môi trường bên ngoài vào, mình mở mắt ra là mình cũng hoạt động cơ thể rồi, mình đi ngủ mình cũng hoạt động cơ thể luôn. Mà nhiều khi á là mình cứ thấy là ủa tại sao mà càng ngày là mình càng lão hóa nhanh nè, anh công nhận không? Rồi chưa kể là ai mà càng áp lực á quý vị, mình càng stress, mình càng căng thẳng là mình cảm giác là mình già hơn rất là nhiều. Rồi chưa kể là mình ăn uống là nó không có hợp lý. Thì bây giờ làm sao để mà mình giảm đi cái nguy cơ khiến cho chúng ta gọi là gặp nhiều cái yếu tố rủi ro về sức khỏe và rất là nhiều những cái vấn đề khác liên quan luôn. Thì bây giờ quý vị biết là mình có nhiều lựa chọn lắm. Tập thể dục mỗi ngày nè, mình ăn trái cây, mình ăn rau củ, mình ăn nhiều rau xanh. Thì ngoài ra mình còn cái cách nào nữa hay không? Thì thưa quý vị, trong rất nhiều những cái dòng thực phẩm á, để mà bảo vệ sức khỏe ha, có một cái dòng sản phẩm mà Ly thấy á, là nó đánh mạnh luôn, nó tập trung luôn vào cái vấn đề là gốc tự do, đó chính là tinh dầu thông từ Hàn Quốc anh ạ. Đúng rồi. Và hôm nay đó, nếu như mà quý vị để ý thấy rằng là trong phim trường này á, chúng tôi cũng đã trưng bày rất là nhiều những cái hộp là tinh dầu kim thông của Hàn Quốc. Và nếu mà nhắc đến Hàn Quốc đó quý vị, thì đây là một cái đất nước rất là tiên tiến, mà dường như là thiên nhiên rất là ưu đãi họ thưa quý vị. Họ có sâm này nha, là quá nổi tiếng rồi. Nhưng mà nếu như ai đi du lịch Hàn Quốc thì biết rằng là có một cái món mà bao giờ cũng vậy hết, người dân địa phương hay các bạn hướng dẫn đi du lịch đều kêu là các cô các chú mua về đi. Đó là tinh dầu kim thông. Thì hôm nay nào quý vị, trên phim trường này chúng tôi cũng mang đến cho quý vị một sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc, tinh dầu kim thông, với một mức giá cực kỳ ưu đãi dành cho quý vị. Dạ chắc chắn luôn, tức là chỉ cần một đơn hàng thôi thì mình không cần phải đi qua Hàn Quốc quý vị, mà mình đem về ngay là hai hộp là 200 viên. 200 viên như thế thì quý vị có thể là có cho mình á, nó giống như kiểu là một cái liệu trình để quý vị có thể là xem xét lại cái cơ thể của mình nè, xét lại nhá, những cái hàm lượng dinh dưỡng cũng giống như là cái quá trình mà trao đổi chất trong cơ thể của mình. Đặc biệt là các cô các chị bây giờ thấy á, là ủa sao mình nhanh già quá, hoặc là sao mình hay quên quá. Sau rồi mình thấy là ủa lâu lâu là mình bị tê tay tê chân, hoặc là người mình có những cái vết thâm vết bầm chẳng hạn, không có biết cái lý do ở đâu. Thì quý vị để ý đi, giống như anh Hồ chia sẻ là dòng sản phẩm mà đến từ Hàn Quốc, nhất là những cái viên tinh dầu thông đến từ Hàn Quốc đó quý vị, thì đây là một điều chúng ta nên lưu ý để mà tìm hiểu và đem về cái giải pháp này cho gia đình nhà mình quý vị nha. Đúng rồi thưa quý vị, và đặc biệt là trong chương trình ngày hôm nay thì giá nhà cung cấp là 1.590.000 đồng, thì chỉ còn có là 990.000 đồng thôi, nhưng mà quý vị được hai hộp, mỗi hộp là 100 viên, tức là mình được 200 viên quý vị nha. Đây thật sự là một cái cơ hội mua sắm sản phẩm chăm sóc sức khỏe Hàn Quốc, nó có cái thành phần thiên nhiên rất là quý giá quý vị, nó có cái chiết xuất từ lá kim thông Hàn Quốc. Thì đối với cái chất này đó, nó giàu axit amin và khoáng chất, và khi mình bồi bổ vào cơ thể hàng ngày thì chắc chắn rằng là sức khỏe của mình được cải thiện rất là nhiều. Sản phẩm ngày hôm nay đạt được rất là nhiều chứng nhận GMP nè, chứng nhận của FDA nè, rồi bên cạnh đó còn nhiều cái chứng nhận khác nữa. Nên đây là một cái dòng sản phẩm mà họ tin rằng nếu như quý vị sử dụng, quý vị sẽ cảm thấy vô cùng an tâm.
Quý vị thân mến, khi mà chúng ta đã hiểu được gốc tự do là gì rồi thì mình cũng phải nói với nhau một tí xíu là nó nguy hiểm như thế nào đối với tất cả những cái cơ quan trên cơ thể của chúng ta. Họ nói ví dụ như thế này nha. Nếu như mà gốc tự do ảnh hưởng nhiều đến não thì quý vị biết rằng là nó sẽ gây ra rất là nhiều những cái căn bệnh, ví dụ như là đột quỵ nè, hoặc là những cái vấn đề ví dụ như là đau đầu nè, ung thư não nè. Rồi nếu như mà gốc tự do ảnh hưởng trực tiếp tới mắt thì nó dễ bị những cái điểm mù ở mắt của chúng ta, nó làm đục thủy tinh thể của chúng ta. Rồi ví dụ như làn da của chúng ta đó quý vị, nếu như bị quá nhiều gốc tự do ảnh hưởng thì nhìn nó rất là nhăn nheo, xấu xí. Cái đó là cái bề ngoài thôi nha, nhưng mà bên trong nó cũng thể hiện rằng là những cái cấu trúc, cái tế bào da của chúng ta đó cũng đang bị hư hại rất là nhiều rồi. Còn quý vị biết rằng á, là nếu như mà gốc tự do nó có quá nhiều ở các nội tạng, ví dụ như là tim, gan, thận, thì chắc chắn rằng là nó rất là nguy hiểm tới nhiều cái căn bệnh liên quan. Nếu như á, cơ thể của mình anh thấy mà mình mệt nè, mình khó chịu nè, mình đau ở một cái chỗ nào đó, thì có nghĩa là cái tế bào ở đó nó đã bị tổn thương. Tại sao tế bào tổn thương? Tại vì cái nguyên tử mà nó bị mất đi cái điện tử nè quý vị ha, thì nó sẽ trở thành cái gốc tự do. Đúng rồi. Và cái gốc tự do này á quý vị, khi mà một cái gốc tự do ở chỗ này nó mất đi cái điện tử rồi, nó có xu hướng lấy cái điện tử của cái nguyên tử bên cạnh. Đúng rồi. Giống như kiểu là Ly đang bị thiếu cái đồ này, Ly lấy mất đồ của anh Hồ thiếu đồ này, anh Hồ lại lấy đồ của người khác, thì có phải là nó thành một cái chuỗi là cứ lấy đi và nó thành một cái gọi là nó tổn hại cho cái cơ thể của mình hay không thưa quý vị? Đúng không ạ? Cho nên là nếu như quý vị để ý nha, cơ thể của mình đang khỏe mạnh mà nếu như mình không giảm đi những cái yếu tố gây ra gốc tự do thì dần dần nó cứ tấn công vào trong các tế bào nè quý vị ha. Đó, cái này nó mất nó lấy của cái này nó mất nó lấy của cái kia, cứ như thế. Quý vị biết là một tế bào á, mà ví dụ như nó hư hỏng đi, nó kéo theo cả một chuỗi tế bào ở đó hư hỏng luôn. Khối u xuất hiện nè quý vị, đúng không ạ? Rồi những cái cục máu xấu nè, những cái cục mỡ xấu nè, rồi nó tắc nghẽn, nó xuất hiện quý vị ơi. Mà trong cơ thể như của mình như vậy có phải là quá nguy hiểm không? Mình đâu có thấy được điều gì xảy ra trong cơ thể của mình đâu. Đúng nhiều khi rồi. Mặt mình có cục mụn, mình nhìn vô mình biết là ô, mặt mình bị mọc mụn. Nhưng mà trong cơ thể của mình, hoặc là trong cái trí não, trong cái bộ não, hoặc là trong cái đường mạch máu của mình mà nó gặp vấn đề á quý vị, làm sao mình biết được, đúng không ạ? Cho đúng nên rồi. Từ những cái dấu hiệu nhỏ nhất quý vị ơi, ví dụ là hay hoa mắt nè, hay chóng mặt nè, khó ngủ nè, rồi nhớ nhớ nè, quên quên nè, thấy nhói nhói nè, đau đau nè quý vị, tê tay nè, tê chân nè, rất rất nhiều những cái biểu hiện á thì mình nên để ý nha. Chỉ cần mà một nguyên tử, một phân tử thôi nó có vấn đề ảnh hưởng tới tế bào, rồi nguyên một cái cụm tế bào ở đó, lỡ mà cái cụm đó nó nằm trên não thì sao anh? Quá nguy hiểm đúng không? Đúng rồi, có một cái giải pháp chúng tôi chia sẻ được, đó chính là tinh dầu thông Red Pie Power Gold đến từ Hàn Quốc quý vị ạ. Và để có được 1-2 hộp mà Ly đang cầm trên tay, quý vị thử nghĩ xem nha, bao nhiêu cái lá kim thông cho vừa. Đấy. Mà ở Hàn Quốc là cái khí hậu á, nó rất là hay quý vị, nó có những cái loài cây ví dụ như là cây sâm thì mình nghe mình biết quá rồi, nhưng mà cái cây kim thông hay còn gọi là cái cây thông đỏ quý vị, cái chiết xuất của nó có khả năng chống oxy hóa và giảm gốc tự do rất đúng là rồi. Cao thì bây giờ quý vị thử nghĩ xem bao nhiêu tinh túy nó nằm trong cái hộp này, mà hôm nay mình có tới 2 hộp luôn, được giảm 600.000 đồng, giảm hơn nửa triệu luôn nha. Rồi bây giờ quý vị thấy ở đây nè, sản phẩm từ Hàn Quốc về Việt Nam cho nên là có luôn cả là lá quốc kỳ của Hàn Quốc ở trên này. Rồi có luôn chứng nhận là GMP này, FDA là đầy đủ hết luôn ạ. Một hộp như thế này là 100 viên quý vị nhé. Về nhà mình cứ sử dụng thôi. Có luôn cả là mã code QR ở đây, quý vị có thể kiểm tra hạn sử dụng đúng không? Giảm giá, không biết có chất lượng hay không hay là sao? Về nhà kiểm tra hạn sử dụng luôn ngay trên hộp quý vị. Sử dụng những cái viên uống tinh dầu thông Red Pie Power Gold này quý vị nha. Sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc về Việt Nam mình rồi. Và quý vị để ý nè, là cái viên này á quý vị, khi mà mình có cái thói quen mình dùng thường xuyên thì Ly nhắc quý vị chút xíu thôi, là mình uống thật là nhiều nước. Đúng. Tại vì là nó có cái tác dụng là gì ạ? Nó có một cái gọi là phản ứng như thế này nè, là nó có khả năng sinh nhiệt. Khi mà nó sinh nhiệt á thì những cái nguyên tử phân tử trong cơ thể của mình nó sẽ trao đổi chất rất là nhanh quý vị ha. Đúng không ạ? Cho nên là bây giờ nè, mình uống vào, mình uống nhiều nước và đều đặn như thế để mà mình gọi là giống như kiểu là mình thanh lọc cái cơ thể của đúng. Mình á anh. Tại vì quý vị biết không, đối với tinh dầu á thường á là nó có cái tính chất là khuếch tán. Nên là đúng như Ly nói, đã uống tinh dầu thông thì quý vị nên uống nhiều nước. Mà quý vị họ biết rằng á là đối với kênh VTV Hyundai của mình đó Ly, thì có rất là nhiều những cô chú lớn tuổi hay xem, và các cô chú lớn tuổi thì nhiều khi á là cũng hay hỏi thăm, ví dụ nghe Hồ và Ly cũng đã tư vấn rồi, cũng sẽ hỏi lại thăm là con cái của mình là như thế nào. Bây giờ nếu như mà quý vị có những người con mà cũng có rất là nhiều những kiến thức, nhiều thông tin, quý vị hỏi thử xem là tinh dầu thông của Hàn Quốc có tốt thật sự hay không. Đó, quý vị chỉ hỏi như vậy thôi. Thì hôm nay Hồ và Ly giới thiệu cho quý vị là một cái dòng sản phẩm này, chúng tôi cam kết hoàn tiền 100% cho quý vị nếu như sản phẩm này không đạt chất lượng, không như những gì Hồ và Ly chia sẻ, để cho quý vị có thể yên tâm mà mình sử dụng một cái, mình nói là một cái nguồn dưỡng chất từ thiên nhiên đó quý vị.
một cái nguồn dưỡng chất từ thiên nhiên, mà cái hiệu quả của nó thì không phải là hồ với ly là nói đâu, mà phải dựa trên rất là nhiều những cái bài báo về khoa học nè, rất là nhiều người đã chứng thực về cái hiệu quả của tinh dầu rồi. Và đúng như Ly nói đó quý vị, để có thể ra được một viên thôi nha thì không biết tốn bao nhiêu ký lá thông. Hôm nay quý vị ơi, nhanh tay đặt hàng, tại vì chúng tôi đang giảm giá rất là mạnh cho quý vị, từ 1.590.000 đồng mà bây giờ chỉ còn có 990.000 đồng cho hai hộp quý vị nha, cho hai hộp, nhớ dùng hộ điều này. Hai hộp là 200 viên quý vị. Có ai mà mình từng sử dụng là tinh dầu thông đến từ Hàn Quốc chưa quý vị ơi? Mình nhớ nha, hồi trước bà Ly cũng quay một số chương trình rồi à. Ly thấy là cái giá này là hồi đó có 100 viên thôi, nhưng mà bây giờ là Red Tide Power Gold đem tới cho chúng ta là 200 viên luôn, mà chiết xuất là từ lá cây kim thông ở Hàn Quốc quý vị. Cơ hội mua sắm sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ Hàn Quốc và có thành phần thiên nhiên quý giá, nên mình đừng bỏ qua quý vị nhé. Chúng tôi thật sự không có nhiều thời gian, cho nên là thôi thì cũng thôi thúc quý vị một chút xíu là mình để ý tới cái sức khỏe của mình nè. Và rồi, mình tìm giải pháp quý vị à. Tinh dầu thông Korea Red Pie Power Gold quý vị, hỗ trợ chống oxy hóa nè. Cẩn thận, mình đang già đi mỗi ngày đó. Rồi nó làm gì nữa ạ? Hỗ trợ làm giảm tác động của các gốc tự do. Cẩn thận, môi trường nè, đồ ăn, thức uống, thực phẩm nè, chế độ sinh hoạt đang ảnh hưởng tới chúng ta đó. Quý vị có cảm thấy chóng mặt không? Quý vị có đang cảm thấy là mình đang già đi và lão hóa mỗi ngày hay không? Quý vị có cảm giác là tại sao cái giấc ngủ của mình nó không có được trọn vẹn hay không? Ôi thật sự thì sẽ có những lúc mà anh cảm thấy là anh ngủ cũng không ngon thôi mà. Tại vì cái sức khỏe của mình đã hơn 30 rồi, là mình đã có những cái dấu hiệu là một vài những cái nơi trên cơ thể của mình là nó đã có cái sự suy giảm rồi. Mà quý vị biết không, ở cái độ tuổi mà trên 30, Hồng nghĩ rằng rất cần sử dụng những cái dạng thực phẩm bảo vệ sức khỏe như thế này. Và nếu như quý vị biết rằng cái sản phẩm này rất nhiều người đã công nhận về cái hiệu quả rồi, sản phẩm này là một cái sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc nữa, thì Hồng nghĩ rằng là chúng ta sẽ rất là an tâm. Và khi mà chúng ta có một cái sự an tâm rồi đó thì quý vị sẽ dễ dàng quý vị hấp thụ những cái dưỡng chất từ nó lắm. Đó, quý vị thấy rằng nè, những cái hình ảnh này nè, quý vị biết là gì không? Chúng tôi cố tình chúng tôi thể hiện rằng là gì? Nó là cái sự tắc nghẽn cái mạch máu của mình đó quý vị. Và sau khi sử dụng tinh dầu thông đỏ một thời gian thì quý vị để ý đi nha, những cái mạch máu của mình đó có vẻ rằng là nó được giãn ra, nó được thông suốt hơn. Đó, không biết là Ly có thấy rõ cái điều này không? Dạ chắc chắn. Và cái hình ảnh này nè anh, là em thấy ngay tại đất nước Hàn Quốc luôn. Tại vì là Diệu Ly đã được đi tham quan rồi. Khi mà em đi Hàn Quốc thì em đã được đi tham quan, và khi đó thì anh biết là người ta cũng gọi là cho em kiểm tra với chiếc máy này luôn, là em cũng kiểm tra và thấy được là cái mạch máu trong cơ thể của mình luôn. Thì hôm nay quý vị biết là ở Hàn Quốc á, tinh dầu thông đỏ đã rất là nổi tiếng rồi. Khi mà nhập về Việt Nam thì quý vị biết là giấy tờ phải hết sức là đầy đủ luôn, kể cả là xác nhận về nội dung quảng cáo là chúng tôi cũng phải đảm bảo luôn quý vị ha. Giấy tờ như thế nào thì chúng tôi mới được nói như thế đó ạ. Và những viên tinh dầu thông Red Pie Power Gold này là nhập từ Hàn Quốc nhập về Việt Nam quý vị. Nguyên cái hộp này nè là từ Hàn Quốc nhập về Việt Nam. Đúng rồi. Mà hôm nay mình đem về đâu phải là một hộp đâu, hai hộp Red Pie Power Gold, mà hai hộp là 200 viên. Đó, yên tâm luôn. Bây giờ quý vị thử tính nha, nếu như mà mình sang Hàn Quốc rồi, có ai mình đi Hàn Quốc rồi ạ? Ly thấy là người Việt Nam mình đi du lịch Hàn Quốc cũng nhiều lắm. Nhưng mà khi mà mua những cái hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe đi, mình mua về đúng không? Mình mất công mình phải đem về nè, rồi chi phí nó cũng rất là cao. Bây giờ chúng tôi hỗ trợ quý vị rồi, chỉ cần cô chú nè, anh chị nè, mình ý thức nè và mình tập quý vị, mình tập cái thói quen là bổ sung thêm những cái dưỡng chất vào trong cơ thể của mình. Và với tinh dầu thông từ Hàn Quốc thì cái dưỡng chất của nó là gì? Rồi chưa kể là trong này nó có vitamin E nữa, nó hỗ trợ cho mình giảm đi tác động của các gốc tự do quý vị nhé. Với những cơ chế rất là thích luôn. Mà bây giờ mình đâu có lo hàng giả hàng nhái đâu. Đang đồng hành cùng với chúng tôi là có hàng chính hãng rồi, VTV Hyundai mà quý vị. Rồi được sản xuất nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc về Việt Nam. Hai hộp luôn quý vị ơi, đừng bỏ qua nha. Giảm giá lên tới 600.000 luôn đó nha. Đúng rồi, hôm nay là một cái ưu đãi rất là lớn. Đối với sản phẩm này thì quý vị yên tâm, nó đạt được cái chứng nhận là GMP và cái chứng nhận FDA. Và sản phẩm này cũng đã đăng ký và được xác nhận, được công bố bởi cơ quan có chức năng quý vị nha. Hồi xin nhắc lại là có hai cái chứng nhận rất là quan trọng, đó là GMP và FDA. Thì đây là những cái chứng nhận mà nó rất là uy tín. Sản phẩm này thì không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Quý vị thân mến, hồi nãy thì quý vị cũng có nghe Ly phân tích rất là rõ về gốc tự do, thì họ thấy cũng hay, nhưng mà tự nhiên anh lại muốn có một cái ví dụ mà nó trực quan hơn như thế này nè. Anh không biết là anh nói gì có đúng không nha, em tự nhận xét nha. Đối với cái gốc tự do, quý vị thấy rằng là nó rất là nguy hiểm. Tại sao? Ví dụ như là cơ thể mình mà nó có quá nhiều gốc tự do, mà đặc biệt là ở cái vùng não, thì quý vị biết rằng là sẽ bị những cái căn bệnh liên quan, ví dụ như là ung thư não này nha, đó, rồi bị đột quỵ này nha, đó là nó gây ra. Còn nếu như ở cái vùng mắt của mình á, mà lại có quá nhiều gốc tự do ở đây, thì nó dễ bị những cái vấn đề đục thủy tinh thể nè, rồi vấn đề là mờ mắt nè, rồi ví dụ làn da của mình, ai mà thấy là cái làn da của mình, ôi tự nhiên sao tự nhiên mình già quá, mình nhăn nheo quá, mình cảm thấy rằng là làm như là cái tế bào da của mình không còn tốt nữa, thì lúc đó đang có rất nhiều gốc tự do ở cái phần da của chúng ta. Rồi chưa kể nếu quý vị hình dung là gan, thận, tim mà có quá nhiều gốc tự do ở đây, thì chắc chắn rằng là nó phải bị ảnh hưởng, nó phải bị nguy hại rất là nhiều. Nên là hồi nói là bao giờ cũng vậy, khi đã biết được cái việc nguy hiểm của gốc tự do là như thế nào là mình phải tìm phương pháp, quý vị nha. Vậy thì bây giờ làm sao á, cái chuyện mà gốc tự do nó diễn ra hàng ngày như vậy, vậy mình có cái cách nào để mà mình giảm đi cái gốc tự do hay không? Thì thứ nhất quý vị thử để ý nha, là gốc tự do nó từ đâu mà ra, tác động của môi trường có không quý vị? Dạ có. Vậy thì bây giờ mình ra ngoài nè, mình chịu khó mình đeo khẩu trang nha, mình ra ngoài á, những cái chỗ mà đường quá bụi đó quý vị ơi, mình phải làm sao để mình bảo vệ cái đường hô hấp của mình để hạn chế lại, hoặc là không khí nè, hoặc là gọi là ô nhiễm về nguồn nước nè, thì mình phải tìm cách mình kiểm soát những cái đó và giảm cái sự tiếp xúc của cơ thể của mình với cái yếu tố về môi trường là cái thứ nhất. Cái thứ hai là gì ạ? Là cơ thể của mình, hồi nãy Diệu Ly có chia sẻ là mình chuyển hóa, mình trao đổi chất mỗi ngày luôn. Mình ăn nè, mình uống nè, mình nghỉ ngơi nè, thì mình sẽ điều chỉnh từ cái điều đó mà ra. Có nghĩa là thứ nhất là môi trường. Thì thứ hai á, quý vị phải điều chỉnh bằng cái chế độ ăn uống dinh dưỡng hợp lý quý vị nhé. Một yếu tố nữa nó sẽ hỗ trợ thêm cho chúng ta rất là nhiều luôn. Đó là gì ạ? Đó chính là khi mà mình đã gọi là đảm bảo yếu tố về môi trường rồi nè. Rồi thêm nữa là mình làm gì thưa quý vị? Mình gọi là ăn uống đầy đủ rồi nè, thì mình nên bổ sung những cái chất thành phần thiên nhiên, ví dụ như là tinh dầu thông đi ạ. Tại vì sao? Nó sẽ có những cái thành phần nó hỗ trợ cho mình để mà giảm đi cái gốc tự do. Quý vị ăn rau củ nè, ăn trái cây cũng được, tại vì những cái đó nó hỗ trợ quá trình trao đổi chất rất là tốt quý vị ha. Thì với tinh dầu thông nó cũng như vậy quý vị nhé, nó có những cái hoạt chất để giúp cho mình giảm đi cái gốc tự do. Và em cũng có một cái trải nghiệm rất là hay. Tức là thật ra là nói về cái mức giá hoặc là về số lượng ngày hôm nay là em thấy là cũng gọi là khá là áp đảo rồi. Và rất là có lợi cho người tiêu dùng Việt Nam mình luôn. Tại vì khi mà đi du lịch Hàn Quốc á, thì quý vị biết là cái mà Ly thích nhất luôn quý vị. Tức là mình chỉ cần là đưa cái điện thoại lên thôi nha, chụp hình nào nó cũng đẹp cả. Tại vì ánh sáng nè, rồi thiên nhiên nè, cảnh xung quanh nó rất là đẹp luôn. Và Ly ấn tượng đó chính là có một cái hôm á, thì trong đoàn du lịch đó là tụi là cả đoàn luôn, tụi em luôn anh, thì là được người ta đưa tới cái gọi là trung tâm nghiên cứu về tinh dầu quý vị. Thì khi mà mình tới cái trung tâm này nè, thì người ta mới nói là chị ơi, cho em một cái bàn tay của chị nha. Họ mới đặt cái tay của mình lên một cái máy soi, và sau đó là họ chụp ra cái hình ảnh giống như trên TV đang xuất hiện luôn quý vị. Có nghĩa là ai mà trong cơ thể nhiều gốc tự do ha, là những cái tế bào, những cái đường máu quý vị nó quăng lại như vậy đó. Thì sau một cái khoảng thời gian mà sử dụng tinh dầu thì quý vị thấy cái hình ảnh nó khác không? Đó, nó không còn quăng nữa, mà nó sẽ có cái sự gọi là đẹp hơn, nhìn cái hình ảnh đẹp hơn. Thì mình biết chắc chắn là cái cơ thể của mình nó cũng sẽ khỏe mạnh hơn. Đúng. Tại vì bây giờ mỗi ngày nè, ăn uống dầu mỡ quá nhiều, chất bẩn quá nhiều nó ảnh hưởng đúng không quý vị? Đúng. Nhưng rồi, mà quý vị có tin tưởng vào những cái viên tinh dầu đến từ Hàn Quốc hay không? Ở đây chúng tôi có giấy tờ, có xác nhận về những cái nội dung mà chúng tôi nói luôn. Cho nên nhà mình ơi, tham khảo chương trình và đừng quên nhớ đặt hàng cùng với chúng tôi quý vị nha. Đúng rồi thưa quý vị, và sản phẩm này thì đạt được chứng nhận là GMP và FDA. Nên là một lần nữa là giúp cho quý vị an tâm hơn khi mà quý vị sử dụng. Và quý vị biết như thế nào không? Tại vì nó loại bỏ được rất nhiều gốc tự do, nên nó sẽ giúp cái mạch máu của chúng ta lưu thông. Và khi mà lưu thông tốt thì quý vị hình dung là cái sức khỏe của mình nè, nó được cải thiện rất là nhiều. Đây là cái điều mà Hồ cứ cố nhấn đi nhấn lại, mà đặc biệt là cái phần não. Chắc là Ly cũng biết rằng là đối với não của mình đó Ly, thì cái trọng lượng chỉ có khoảng 2% thôi. Nhưng mà cái nhu cầu cần cái năng lượng, cái oxy đó, thì chiếm tới 20-25% so với cơ thể của chúng ta. Mà cái hệ thống bảo vệ bộ não thì lại yếu hơn rất nhiều lần so với một số cái cơ quan khác trong cái việc là loại bỏ gốc tự do. Nên là mình thấy rằng đó là
với cái việc mà sử dụng tinh dầu thông để loại bỏ gốc tự do đối với não ha, đối với tim ha, đối với gan là một cái điều rất quan trọng. Chính xác luôn quý vị, và ai thì nên dùng ạ? Dạ quý vị ơi, chính chúng ta mình đang xem chương trình này nè là mình đang có cái sự quan tâm rồi đúng không ạ? Và quý vị biết là khi mà chúng ta sử dụng cái viên tinh dầu này á, nó sẽ hạn chế đi những cái tác động có hại vào trong cơ thể của chúng ta. Và vâng ạ, tinh dầu thông Korea Red Pine Paragon đã có mặt trên VTP Hyundai. Và thay vì quý vị mua chính hãng mà cái giá người ta đang để ha, giá của nhà cung cấp cho hai hộp 200 viên là 1.590.000 đồng đó quý vị, thì ngay bây giờ đây luôn, ngay bây giờ quý vị đặt hàng nè là giảm 600.000 đồng, rồi giảm hơn nửa triệu đồng, mình chia ra còn có 990.000 đồng mà thôi. Đúng rồi. Với cái số tiền á, nó không phải là tiền triệu luôn, chỉ là tiền trăm quý vị, mà bây giờ mình có được là gì ạ? Tinh túy từ chiết xuất của những cái cây thông Hàn Quốc quý vị ạ. Có phải là quá quý giá rồi hay không? Rồi thêm nữa là những cái tổ hợp axit amin bên trong này và khoáng chất bồi bổ cho cơ thể của mình nữa. Đặt hàng thật nhanh quý vị nhé. Đúng rồi thưa quý vị, và chúng tôi cam kết 100% là hàng chính hãng quý vị nhé. Có những chứng nhận là GMP, chứng nhận là FDA, và đối với sản phẩm này thì đã đăng ký và được xác nhận bởi công bố Bộ Y tế Việt Nam của chúng ta. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Quý vị hoàn toàn có thể yên tâm khi mua dòng sản phẩm là thực phẩm bảo vệ sức khỏe tinh dầu kim thông Korea Red Pine Power Gold ngày hôm nay, bởi vì sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc. Nó sẽ giúp cho chúng ta hỗ trợ chống oxy hóa nè, hỗ trợ làm giảm tác động của các gốc tự do, và chúng tôi cam kết 100% là hàng chính hãng quý vị nha. Hãy nhanh tay quý vị ơi, tại vì thời gian của mình thì sắp hết rồi ạ. 30 phút thì bây giờ quý vị biết là tắc là đồng hồ là đang báo hiệu cho chúng ta rồi. Cho nên quý vị phải để ý cái khoảng thời gian giúp Diệu Ly và Vĩnh Hồ nha. Bây giờ quý vị đặt hàng á, quý vị được giảm giá 600.000 đồng, mà đem lại á là cái gì đây ạ? Những cái hình ảnh như trên TV quý vị thấy đó, một cái thói quen mới để mà tập luyện cho chính cái cơ thể của mình. Đúng ngoài rồi. Việc là mình tập thể dục nè, mình bảo vệ sức khỏe của mình dưới cái tác động của môi trường là nắng nóng nè, rồi bụi bẩn quý vị ha, thì mình còn cố gắng mình ăn uống nhiều cái chất dinh dưỡng vào quý vị, và bổ sung thêm nữa đó chính là những cái dòng sản phẩm làm sao đó để mình có thể chăm sóc được cái sức khỏe của mình, đặc biệt là đối với tinh dầu thông đến từ Hàn Quốc quý vị, chiết xuất từ lá cây kim thông Hàn Quốc, thì bên trong nó có những cái tổ hợp axit amin và khoáng chất nè, một mặt á, nó hỗ trợ giảm đi cái tác động của gốc tự do, nó hỗ trợ giảm đi cái tình trạng là oxy hóa cơ thể của mình. Đúng và rồi. Nó bổ sung thêm nữa là vitamin và khoáng chất vào trong cơ thể của chúng ta. We'll be right back.
phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Nhưng nếu như ai á mà mình đang quan tâm tới sức khỏe nè, sắc đẹp nè, và mình quan tâm, mình để ý tới chính cái cơ thể của mình, thì mình rất là nên đặt một đơn hàng cùng với chúng tôi, quý vị. Ly đã từng đi Hàn Quốc, Ly đã từng được trải nghiệm những cái hình ảnh mà người ta làm thí nghiệm cho mình thấy trực tiếp luôn. Cho nên thật sự là khi mà chia sẻ về gọi là tinh dầu thông á, em rất là gọi là tự tin đó. Nhưng mà chỉ mong rằng là cô chú mình hiểu được về cái gốc tự do để mà mình gọi là có một cái giải pháp cho chính bản thân mình thôi. Anh nghĩ rằng là nếu như nãy giờ mà cô chú nào đã theo dõi từ đầu chương trình thì chắc chắn hoàn toàn đồng ý rằng là tinh dầu kim thông Hàn Quốc rất hiệu quả. Nhưng mà quý vị ơi, bây giờ là cũng sắp hết giờ rồi, nên là họ phải chia sẻ ngay một lần nữa. Quý vị đặt hàng ngay để nhận được mức ưu đãi giảm giá là 600.000 đồng dành cho hai hộp tinh dầu kim thông của Hàn Quốc, quý vị nha. Chỉ còn có chưa tới 1 triệu đồng thôi, mình rinh về hai hộp quý vị nha, mỗi hộp là 100 viên. Hy vọng rằng là nếu như ai thực sự quan tâm đến sức khỏe của mình, đừng bỏ lỡ qua sản phẩm lần này. Còn bây giờ thì Vĩnh Hồ và Diệu Ly xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những sản phẩm tiếp theo trên VTV Hyundai.